quả tin tức. There is a... Đây là bản tin VOA Express của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, phát sóng trên truyền hình vệ tinh lúc 12 giờ trưa Việt Nam, ngày 27 tháng Giêng, 2015. Trà My kính chào quý vị. Campuchia trục xuất 7 người Việt vượt biên bất hợp pháp. Ngoại trưởng ASEAN sắp bàn về vấn đề Biển Đông. Trung Quốc nói Mỹ, Ấn không cần quan ngại về vấn đề Biển Đông. Đó là một số tin đáng chú ý. Ngay sau đây là bản tin chi tiết. Campuchia trục xuất 7 người thiểu số Jarai từ Việt Nam vượt biên bất hợp pháp vào tỉnh Ratanakiri ở đông bắc Campuchia. Nhật báo Cambodia Daily ngày 26 tháng Giêng dẫn nguồn tin từ cảnh sát trưởng Ratanakiri cho hay lực lượng biên phòng bắt giữ nhóm này hôm thứ Bảy tại quận Ojador và đã bàn giao cho giới hữu trách Việt Nam trong cùng ngày. Trang web của Cảnh sát Quốc gia Campuchia loan báo nhóm 7 người trong độ tuổi từ 15 tới 69 bị bắt tại làng Lom vào khoảng 12 giờ trưa thứ Bảy và đã bị giao trả cho đồn biên phòng 723 của Việt Nam. Ông Chethi, một nhà hoạt động thuộc Tổ chức Bảo vệ Nhân quyền Ad hoc Human Rights Defenders ở Ratanakiri, theo dõi sát các trường hợp người Việt chạy sang Campuchia lánh nạn, cho VOA Việt ngữ biết. Cảnh sát Campuchia đã bắt và trục xuất 7 người sắc tộc Jarai từ Việt Nam. Trong số này có một phụ nữ vì cáo buộc họ là những di dân bất hợp pháp. Giám đốc Văn phòng Cao ủy Nhân quyền Liên Hiệp Quốc tại Campuchia trong một điện thư hôm qua xác nhận rằng 7 người thượng Tây Nguyên đã bị Campuchia trục xuất về Việt Nam vào thứ Bảy trước khi văn phòng của bà liên lạc được với họ. Bà Quan Hy Ly được báo Cambodia Daily dẫn lời cho hay là văn phòng bà đang tìm cách kiểm tra với Bộ Nội vụ Campuchia xem trước khi trục xuất nhóm này có xác minh rõ ràng là họ không phải là người tị nạn hay không. Cảnh sát trưởng tỉnh Ratanakiri khẳng định nhóm người này không phải là người thượng Tây Nguyên mà là người thiểu số Jarai của Việt Nam. Người thượng Tây Nguyên tập trung ở cao nguyên trung phần Việt Nam, gồm khoảng 30 bộ lạc kể cả người Jarai. Ngoài một cộng đồng Jarai sinh sống ở Campuchia, đa số thành viên nhóm sắc tộc này định cư ở hai tỉnh Gia Lai và Kon Tum. Tất cả người Jarai ở Việt Nam đều được xem là người thượng Tây Nguyên. Trước đó, hôm 3 tháng Giêng, một nhóm gồm 5 người thượng Tây Nguyên tìm đường tị nạn chính trị, vượt biên giới vào tỉnh Ratanakiri và được một nhóm người Jarai ở Campuchia giúp đỡ. Tới ngày 17 tháng Giêng, thêm một nhóm khác gồm 9 người vào lãnh thổ Ratanakiri gia nhập cùng với nhóm 5 người tới trước đó. Cả hai nhóm đều nói là bỏ chạy lánh nạn vì bị đàn áp chính trị và tôn giáo tại Việt Nam. Cảnh sát Campuchia đã lục soát từng nhà một để truy tìm những người thượng này. Tuy nhiên, cảnh sát trưởng Ratanakiri ngày hôm qua cho biết là hiện đã thôi truy lùng nhóm người tị nạn mà ông gọi là người Jarai từ Việt Nam. Nhà hoạt động Chahati cho VOA Việt ngữ biết là nhóm 14 người vừa kể, có 3 trẻ nhỏ, vẫn còn trốn trong rừng giữa thời tiết lạnh lẽo, đang chờ được cứu giúp trước nguy cơ có thể bị cảnh sát Campuchia trả về nước. Giám đốc Văn phòng Cao ủy Nhân quyền Liên Hiệp Quốc tại Campuchia cho hay, tới nay yêu cầu xác minh lai lịch của nhóm 14 người này chưa được Bộ Nội vụ Campuchia hồi đáp chính thức. Trước đây trong tháng, cảnh sát Campuchia cũng đã trục xuất 2 người đàn ông mà họ gọi là người thiểu số Jarai của Việt Nam ra khỏi tỉnh Ratanakiri. Cảnh sát nói họ không phải là người thượng Tây Nguyên tìm đường tị nạn mà chỉ tình cờ lạc vào lãnh thổ Campuchia trong lúc canh tác. Ngoại trưởng các nước Đông Nam Á tề tự về Malaysia trong 2 ngày tới, dự kiến sẽ trao đổi quan điểm về bối cảnh thực thi tuyên bố ứng xử của các bên ở Biển Đông. Thông tấn xã Bernama của Malaysia ngày 26 tháng Giêng dẫn lời Ngoại trưởng Datuk Seri Anifa Aman cho hay bên cạnh đó, các nhà ngoại giao hàng đầu của ASEAN dự kiến cũng sẽ tham vấn về việc thành lập Bộ Quy tắc ứng xử Biển Đông, DOC. Phát biểu tại cuộc họp báo, ông Anifa nói có thể các vấn đề liên quan khác sẽ được nêu lên tại cuộc họp. Vẫn theo lời ông, trong năm Malaysia nắm ghế Chủ tịch ASEAN 2015 này, dự kiến sẽ diễn ra 3 cuộc họp của nhóm công tác hỗn hợp về DOC và một cuộc họp giữa giới chức cấp cao Trung Quốc và Đông Nam Á bàn về DOC. Malaysia kêu gọi là cấp thiết phải sớm chung quyết bộ quy tắc ứng xử mang tính ràng buộc pháp lý để giải tỏa căng thẳng tranh chấp Biển Đông. Trung Quốc tuyên bố Hoa Kỳ và Ấn Độ không cần quan ngại về quyền tự do hàng hải, hàng không tại Biển Đông, một ngày sau khi Washington và New Delhi công bố tầm nhìn chiến lược chung về châu Á-Thái Bình Dương. Tuyên bố tầm nhìn chung của Thủ tướng Ấn Narendra Modi và Tổng thống Mỹ Barack Obama không đề cập trực tiếp tới Trung Quốc, nhưng nhắc đến các quan ngại trong khu vực về Biển Đông, nơi đang có tranh chấp chủ quyền giữa Bắc Kinh với hơn chục quốc gia Đông Nam Á.
tuyên bố kêu gọi các bên tránh đe dọa hay sử dụng vũ lực trong tranh chấp. Trung Quốc ngày 26 tháng Giêng lặp lại quan điểm lâu nay là phản đối sự can thiệp từ bên ngoài, nhấn mạnh tranh chấp chỉ được giải quyết giữa các nước liên quan, đồng thời yêu cầu các nước ngoài khu vực đóng vai trò xây dựng và hợp tác, bảo đảm ổn định cho Biển Đông. Phát ngôn nhân Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh ngày 26 tháng Giêng tuyên bố, tại thời điểm này, tình hình Biển Đông nhìn chung, ổn định, không có vấn đề gì về quyền tự do hàng hải, hàng không, và rằng Bắc Kinh tin là sẽ không có vấn đề nổi lên trong tương lai. Cùng lúc đó, một bài xã luận trên Hoàn Cầu Thời báo của Đảng Cộng sản Trung Quốc thúc giục Ấn chớ có rơi vào bẫy của Mỹ để can dự vào các tranh chấp chủ quyền ở Biển Đông. Trong những tháng gần đây, Bắc Kinh cũng cáo buộc Washington khuấy động các nước như Việt Nam và Philippines làm leo thang căng thẳng Biển Đông. Hoa Kỳ đang thực thi chính sách xoay trục về châu Á, trong khi Ấn Độ cũng xúc tiến kế hoạch hành động phương Đông, phát triển quan hệ với các nước Đông Nam Á, giữa bối cảnh Trung Quốc bành trướng ảnh hưởng trong khu vực. Hân hạnh chào đón quý vị đến với Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA, nơi mang đến quý vị nguồn thông tin trung thực đa chiều về tình hình Việt Nam và thế giới. VOA trên truyền hình vệ tinh toàn cầu IOR Asia Satellite với các bản tin VOA Express, tường trình tin tức thời sự Việt Nam quốc tế, các video phóng sự từ khắp nơi trên thế giới và nhiều chương trình dạy tiếng Anh phong phú. VOA Radio trên sóng trung bình 8 và 10 giờ tối Việt Nam mỗi ngày với các chuyên mục đa dạng từ tư vấn sức khỏe, hội thoại với giới trẻ đến các bài tường trình về sinh hoạt của người Việt hải ngoại, về khu vực châu Á và Hoa Kỳ. VOA Website, Internet, YouTube là nơi nghe xem đọc thông tin chính xác, nhanh nhạy, nhiều thể loại, kết nối với các blogger, trao đổi với các độc giả khắp nơi, nhận bản tin hàng ngày qua email, podcast, RSS và điện thoại di động. voatiengviet.com, thông tin để tiến bộ. Việc nhóm nhà nước Hồi giáo chặt đầu một con tin người Nhật và dọa giết con tin thứ hai là một sự nhắc nhở đối với Tokyo rằng những mối quan hệ ngoại giao ngày càng tăng và thân thiện nhiều hơn với Hoa Kỳ đã khiến cho Nhật trở thành mục tiêu khủng bố. Chánh văn phòng nội các Nhật Bản, ông Yoshihide Suga, ngày 26 tháng Giêng loan báo, Tokyo đang làm việc chặt chẽ với chính phủ Jordan để đảm bảo là ông Kenji Goto, con tin người Nhật còn lại, sẽ được trả tự do. Các phần tử chủ chiến nhà nước Hồi giáo đang cầm giữ phóng viên chiến trường Kenji Goto và tuyên bố là đã chặt đầu con tin Haruma Yukawa, một nhà thầu an ninh. Tổ chức này đã ấn định tiền chuộc con tin là 200 triệu đô la để trả tự do cho hai người này và ra hạn chót là 72 giờ đồng hồ để trả tiền chuộc. Hạn này đã trôi qua hôm thứ Sáu tuần trước. Trong một đoạn băng video được đưa lên mạng ngày Chủ nhật, một tiếng nói được cho là của ông Goto nói rằng các phần tử chủ chiến đã quyết định không đòi tiền chuộc và họ sẽ trả tự do cho ông để đổi lấy bà Sajida al-Rishawi, một người Iraq bị giam tại Jordan. Bà này bị bắt vào năm 2005 vì âm mưu đánh bom tự sát tại một khách sạn ở Amman. Đây là một trong ba vụ tấn công gây chết người tại thủ đô của Jordan. 200 triệu đô la là tiền chuộc các phần tử chủ chiến đòi, tương đương với khoản viện trợ phi quân sự mà Thủ tướng Abe của Nhật hứa dành cho những người phải tản cư vì cuộc nổi dậy của nhà nước Hồi giáo là nhóm đang chiếm giữ những phần đất rộng lớn ở Iraq và Syria. Dù trời mưa, không khí háo hức quanh chuyến thăm lịch sử của Tổng thống Mỹ Barack Obama tới Ấn Độ vẫn không suy giảm khi ông đếm xem hàng ngàn binh sĩ Ấn Độ diễu hành hôm 26 tháng Giêng. Ông Obama là Tổng thống Mỹ đầu tiên tham dự Ngày Cộng hòa của Ấn, mừng bản hiến pháp đầu tiên của Ấn Độ trong tư cách là một quốc gia độc lập, có hiệu lực từ ngày 26 tháng Giêng năm 1950. Hôm Chủ nhật, Tổng thống Mỹ đã dành ngày đầu tiên trong chuyến thăm 3 ngày thắt chặt tình thân với Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi và ký kết một loạt thỏa thuận. Hai nhà lãnh đạo loan báo đạt được sự đột phá trong thỏa thuận năng lượng hạt nhân bị đình trệ lâu nay. Mỹ đã ký thỏa thuận với Ấn năm 2008 cung cấp công nghệ hạt nhân dân sự. Nhưng việc thi hành thỏa thuận đó đã bị đình lại vì một đạo luật của Ấn đòi các công ty xây cất và cung cấp thiết bị phải chịu trách nhiệm trong trường hợp xảy ra tai nạn. Tối Chủ nhật, Tổng thống và Phu nhân Obama dự quốc yến cùng với Tổng thống Ấn Pranab Mukherjee. Ông Obama sẽ cắt ngắn chuyến thăm Ấn Độ vào ngày thứ Ba để bay tới Ả Rập Saudi viếng quốc vương Abdullah qua đời hồi tuần trước. Một phát ngôn nhân của Tổng thống Mỹ Barack Obama cho biết, cơ quan mật vụ đã tìm thấy một thiết bị được cho là một máy bay không người lái cỡ nhỏ trong khuôn viên Tòa Bạch Ốc. Phát ngôn nhân George Earnest ngày 26 tháng Giêng nói rằng thiết bị đó không đề ra mối nguy hiểm nào cho những người ở trong Tòa Bạch Ốc.
Ông không cho biết chính xác nơi thiết bị đó được tìm thấy, chỉ nói rằng cơ quan mật vụ sẽ cung cấp thêm chi tiết. Hiện chưa rõ hai người con gái của ông Obama có ở trong tòa Bạch Ốc khi vụ việc xảy ra hay không. Vụ này khiến cho giới hữu trách hạn chế việc ra vào tòa Bạch Ốc. Bạn đã xem webcast, nghe đài và đọc tin tức với VOA tiếng Việt. Giờ bạn có thể xem tất cả các nội dung trên với ứng dụng di động mới, tiện lợi và nhanh gọn. Đặc biệt, ứng dụng sẽ tự động cập nhật tin nóng và cho bạn gửi trực tiếp video, hình ảnh, âm thanh đến cho chúng tôi. Với điện thoại di động hay máy tính bảng, iOS hay Android, bạn đều có thể thoải mái dùng ứng dụng. Còn chờ gì nữa, hãy tải ngay ứng dụng VOA tiếng Việt, hoàn toàn miễn phí. Chào mừng quý vị đến với chương trình phóng sự của đài VOA. Queensland là một hòn đảo lớn, kích thước bằng khoảng nước Ả Rập Saudi, được bao phủ bởi băng và tuyết. Nhưng các chuyên gia khí hậu đồng ý rằng phần vỏ đất bị đóng băng đang tan chảy với tốc độ ngày càng nhanh, khiến mực nước biển dâng lên. Nếu nó tan chảy hoàn toàn, mực nước biển toàn cầu sẽ tăng lên hơn 7 mét. Các nhà khoa học đang nghiên cứu cách thức mà những mạng lưới sông ngòi chằng chịt ít được tìm hiểu của Queensland đang đưa nước ra biển. Mời quý vị theo dõi tường trình sau đây. Greenland không phải chỉ là một tảng băng và tuyết khổng lồ, theo lời giáo sư địa chất Lawrence Smith của trường đại học UCLA. Thực ra, nó là một địa vực băng rất ẩm ướt, với chằng chịt những dòng suối phân nhánh, lạch, và thậm chí những dòng sông xanh lớn tuôn chảy. Giáo sư Smith đã dành 5 năm nghiên cứu những đường nước này. Chúng nhanh chóng rút nước tan chảy khỏi bề mặt lớp băng và đưa nước đi bằng những hệ thống dòng nước có tổ chức bên trên lớp băng và sau đó đi vào bên trong lớp băng qua những hố sụt. Những kẽ nứt đó ăn sâu vào trong lòng tảng băng, mang theo nước tan chảy vào băng đá và thoát xuống hạ lưu ra đại dương. Năm 2012, giáo sư Smith và các sinh viên đi đến Greenland để ghi nhận nước rút khỏi tảng băng hữu hiệu ra sao. Sử dụng một sự kết hợp gồm vệ tinh viễn thám, sử dụng hệ thống ghi hình cấp quân đội có độ phân giải rất cao từ không gian, cũng như công tác thực địa cường độ cao với những trại bên trên tảng băng, sử dụng máy thả trôi tự động và máy bay không người lái cùng những công nghệ cao khác. Những con số đo đạc mà họ thu thập được cho thấy lượng nước tan chảy mất đi từ 523 đường nước của Greenland nhiều hơn lượng nước mất đi từ những hồ và từ những tảng băng trôi khổng lồ tách ra từ các sông băng cộng lại. Giáo sư Smith nói cho đến giờ, những thứ đó được cho là những tác nhân đóng góp lớn nhất vào tình trạng nước biển dâng lên. Công tác của chúng tôi cho thấy một mối liên hệ rõ ràng và chắc chắn giữa sự tan chảy do khí hậu gây ra trên bề mặt tảng băng và dòng nước chảy xuống hạ lưu, với mực nước dâng lên và lũ lụt ở các con sông khắp bờ biển của Greenland. Giáo sư Smith nói, kết quả nghiên cứu của ông có thể cung cấp thông tin tốt hơn cho những mô hình khí hậu dự đoán sự tan chảy nhiều và rộng khắp Greenland trong tương lai. Ông nói điều này làm tăng khả năng xảy ra lũ lụt lớn từ bề mặt những đường nước và dòng chảy của chúng vào đại dương. Nghiên cứu được công bố trên kỳ yếu của Viện Hàn Lâm Khoa học. Cảm ơn quý vị đã theo dõi tin tức của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Các chương trình radio, video trên voatiengviet.com có thể xem dễ dàng khi quý vị dùng trình duyệt Opera. Kênh YouTube VOA Tiếng Việt Video, trang Facebook VOA Tiếng Việt hoặc qua các thiết bị di động với ứng dụng VOA miễn phí trên iTunes Store và Google Play. Quý vị muốn đóng góp bài viết cho VOA Việt ngữ, xin gửi về địa chỉ voa@gmail.com. Trà My xin hẹn gặp lại quý vị trong bản tin lần sau.